dẫn. Đừng quên sau buổi bình luận trước trận này, chúng ta hãy bật kênh VTC3 hoặc là VTC9 để cùng theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Còn bây giờ thì xin trở lại trường quay với biên tập viên Phú Dũng và nhà báo Anh Ngọc để cùng tiếp tục với phần nhận định trước trận đấu này. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thanh Huyền với những chia sẻ về thông tin lịch sử đối đầu cũng như là phong độ của hai đội đêm nay. Vâng ạ, thưa anh Ngọc và cũng là thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn là nhìn vào bức hình sau lưng tôi đây thì chúng ta sẽ cũng đã thấy được là những vị khách mời xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay là ai ạ. Tuy nhiên thì chúng ta hôm nay còn có sự xuất hiện của một người bạn đồng hành rất đặc biệt nữa, và xin được giới thiệu là người bạn đồng hành đó là robot VTC Now AI ạ. Vâng ạ, xin chào bạn là robot VTC Now AI ạ. Và ngày hôm nay thì không biết là bạn nghĩ rằng là đội tuyển của chúng ta có thể giành được chiến thắng trước UAE không ạ? Xin chào biên tập viên Phú Dũng và chào nhà báo Anh Ngọc. Hôm nay tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết và hàng công của đối thủ, nhưng với sự tự tin của các cầu thủ, Việt Nam sẽ có kết quả không thua. Vâng, không thua đúng không ạ? Bạn đây ạ, bạn không thua, vậy thì bạn nghĩ ngày hôm nay sẽ ai là sẽ là người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam? Anh Dũng hỏi câu khó quá, nhưng tôi nghĩ hôm nay Tiến Linh sẽ tiếp tục ghi bàn. Tôi rất thích tiền đạo này vì vừa đẹp trai, cao to lại còn đá bóng rất hay nữa. Hy vọng sau này tôi có thể xin chữ ký Tiến Linh và chụp hình tự sướng cùng anh ấy. Vâng, một lần nữa cảm ơn bạn VTC Now AI, và lát nữa thì chúng tôi sẽ gặp lại bạn ở phần sau của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại trường quay chính để cùng trò chuyện với bình luận viên Anh Ngọc ạ. Thưa anh Ngọc, ở trước trận đấu này thì ở